Liên quan đến vụ việc hai người điều khiển xe máy liên tục tạt đầu ô tô và hành hung người khác ở đường vành đai 2 trên cao, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng công an phường Minh Khai và đội cảnh sát hình sự công an quận Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục quá trình điều tra. Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị NPTA, 28 tuổi, trú tại quận Long Biên, đi ô tô ở đường vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy ngã tư Sở. Đến đoạn phía trên cầu Mai Động thuộc phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, ô tô của chị NPTA bị xe máy mang biển kiểm soát 29H174796 do Trần Văn Hiệp, 38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng điều khiển, chở theo Trịnh Thịnh, 44 tuổi, trú tại quận Ba Đình, lạng lách tạt đầu. Không dừng lại ở đó, hai người này còn đập vào xe của chị NPTA rồi chửi bới. Sau đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường vành đai 2 và gây gổ với hai nam thanh niên đi xe con mang biển kiểm soát 30K840XX. Sau khi bị Hiệp và Thịnh liên tục chửi bới, gây gổ và chặn xe, thì hai người đàn ông dừng ô tô lại. Các bên xảy ra xô xát. Chị NPTA đã dùng điện thoại quay lại video diễn biến vụ việc và cung cấp cho cơ quan công an. Trực tiếp dõi theo thông tin và xem clip ghi lại cả quá trình, nhiều ý kiến đã chỉ rõ hàng loạt dấu hiệu vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia rồi lái xe, đi vào đường cấm, lạng lách, đánh võng, tạt đầu, hành hung người khác, v.v. Luật sư Vũ Thủy Linh, văn phòng luật sư TAT, công ty luật Trường Anh Tú, gọi tắt là TAT Law Firm, nhận định, sau khi xem đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cũng như là thông tin phản ánh qua báo chí về vụ việc, có thể thấy rằng hai người điều khiển xe máy đã thực hiện một chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, đó là vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ như tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm, lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Ngoài ra, với hành vi dừng xe, hành hung người khác, gây cản trở giao thông, có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Chưa hết, khi làm việc với cơ quan công an, những người này còn thừa nhận đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe, dẫn tới không kiềm chế được bản thân. Theo luật sư Vũ Thủy Linh, đối với hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, các đối tượng sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, đối với việc chặn xe hành hung người khác, gây cản trở giao thông trên đường vành đai 2 trên cao, nơi có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông, hành vi này có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Tôi và nhiều người khác có chung nhận định rằng hành vi mà hai người đi xe máy thực hiện thể hiện sự manh động, côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, coi thường pháp luật. Hành vi này gây ra sự bất bình, bức xúc cho người dân, luật sư Linh nói. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Hiệp thừa nhận là người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29H174796, chở theo Trịnh Thịnh, lạng lách đánh võng, tạt đầu ô tô ở đường vành đai 2 trên cao. Theo lời khai của Trần Văn Hiệp, vào buổi trưa cùng ngày, Hiệp và Thịnh có uống rượu bia với nhau rồi tham gia giao thông. Tất cả các hành vi của tôi gây ra là do đã sử dụng rượu bia nên thiếu kiềm chế bản thân. Đến giờ, tôi rất hối hận với những gì mình gây ra, Hiệp hối lỗi. Còn đối tượng Trịnh Thịnh cũng bày tỏ ăn năn hối lỗi và thừa nhận cả hai người đã sai từ khi uống rượu mà vẫn lái xe. Tiếp đó còn điều khiển xe máy lên đường vành đai 2 trên cao dù đây là đường cấm. Khi đi trên đường này, cả hai còn liên tục đánh võng, tạt đầu các xe ô tô khác nhằm truy tìm xe đã nhổ nước bọt vào mình. Tôi nhận thức được hành vi của mình là côn đồ, sai trái, nhưng do đã uống rượu bia nên không còn làm chủ được bản thân. Tôi mong rằng những người khác rút kinh nghiệm từ chúng tôi mà không mắc sai lầm, Thịnh nói. Ngày 27 tháng 2, Bộ Công an cho biết Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tạm giữ Trần Văn Hiệp, 38 tuổi và Trịnh Thịnh, 44 tuổi để điều tra liên quan vụ tạt đầu ô tô, đánh người ở đường vành đai 2 trên cao. Trái với hình ảnh hung hăng như trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, hai người đàn ông cúi gằm mặt, ngồi lặng lẽ viết từng lời khai ở trụ sở công an. Trần Văn Hiệp, người cầm lái xe SH, tỏ ra ân hận khi kể về hành động mất kiểm soát của mình. Nam tài xế khai nhận khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, anh ta chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai. Khi đến chân cầu Vĩnh Tuy, Hiệp nói họ bị một người đàn ông ngồi trên ô tô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt. Bị như vậy, tôi bức xúc đuổi theo ô tô này tới đường vành đai 2 trên cao. Lúc đó lái xe ô tô đi nhanh quá, bọn tôi không đuổi kịp. Sau đó biết được xe trắng phía sau ghi hình, tôi liền chặn đầu xe của người phụ nữ và yêu cầu không quay clip nữa, Hiệp lý giải và cho biết sau đó lái xe đi tiếp. Đi được một đoạn, Hiệp cho hay bị một chiếc ô tô màu trắng khác hạ kính chửi và cũng quay clip.
Tôi thò tay vào xe gạt điện thoại của người đấy xuống. Sau đó hai bên dừng xe, xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát, tài xế 38 tuổi nói. Trần Văn Hiệp khẳng định biết rõ vành đai 2 trên cao chỉ dành cho ô tô, cấm xe máy, nhưng do không kiểm soát được cảm xúc vì bị nhổ nước bọt nên vượt lên để đuổi theo, rồi dẫn đến vụ ẩu đả. Bây giờ khi sự việc xảy ra xong rồi, tôi mới nhận thức được hành vi của mình là sai, Hiệp nói. Ngồi sau xe của Hiệp và có tham gia trong vụ hành hung, Trịnh Thịnh khai ban đầu có can ngăn hành động của bạn mình. Tuy nhiên khi bị chiếc ô tô chèn ép, Thịnh cũng bức xúc dẫn đến không kiểm soát được hành vi. Thấy Hiệp bị hai người đàn ông trên ô tô đánh, tôi ra giải vây, hành động thò tay vào cửa ô tô không phải cướp giật như mọi người nghĩ, mà yêu cầu người trong xe không quay clip, Thịnh lý giải. Tôi rất muốn gặp để xin lỗi nữ tài xế, nhưng giờ không gặp được. Tôi đã xin lỗi hai anh ô tô lúc xô xát rồi. Phải đối diện với án tù, tôi quá lo lắng, Thịnh tiếp lời. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2. Lúc này chị NPTA, sinh năm 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội, đi ô tô ở đường Vành Đai 2 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy ngã tư Sở. Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, chị A bị xe SH màu da cam do Trần Văn Hiệp, sinh năm 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, lái chở Trịnh Thịnh, sinh năm 1980, lạng lách tạt đầu xe chị A. Sau đó hai người này đập vào xe của chị A, rồi chửi bới. Tiếp đó Hiệp và Thịnh tiếp tục chạy trên đường Vành Đai 2 trên cao và gây gổ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng khác. Sau đó hai nam thanh niên trên ô tô này xảy ra xô xát với Hiệp và Thịnh. Tại cơ quan công an, trái với dáng vẻ hùng hổ, côn đồ trước đó, Trần Văn Hiệp, sinh năm 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và Trịnh Thịnh, sinh năm 1980, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, tỏ ra ăn năn sau khi được xem lại những hình ảnh của mình qua báo chí và mạng xã hội đăng tải. Cả hai sau đó liều lĩnh đi xe máy trên đường Vành Đai 2 trên cao, liên tục đánh võng, tạt đầu các ô tô lưu thông cùng chiều. Hình ảnh trên khiến nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường này không khỏi sợ hãi. Hiệp cùng Thịnh tiếp tục hành trình của mình đến đoạn phía trên cầu Mai Động, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng thì phát hiện chị Thục A điều khiển ô tô Hyundai i10 quay phim, chụp ảnh mình nên chửi bới. Thấy chị A không tắt máy mà vẫn cương quyết ghi lại hình ảnh vi phạm của mình, Hiệp cùng Thịnh với máu côn đồ lao vào chửi bới, giật cửa, đấm đá vào cửa kính ô tô của nữ tài xế. Diễn biến sau đó là cảnh một chiếc ô tô màu trắng khác vượt lên, bấm còi cảnh báo khiến Hiệp tức tối đuổi theo chửi bới. Tôi bị người đàn ông trên ô tô màu trắng quay video. Tôi bảo tắt đi nhưng họ không làm mà còn chửi nên chúng tôi đã đuổi theo gây sự, đối tượng Hiệp nói. Trong khi đó, đối tượng Thịnh khai rằng đã thò tay vào bên trong ô tô này để gạt điện thoại của người đàn ông ngồi ở ghế phụ. Sự việc sau đó là hình ảnh Hiệp và Thịnh xô xát với hai người đàn ông trên xe ô tô. Khi buổi làm việc kết thúc, Trần Văn Hiệp cũng như Trịnh Thịnh với tâm trạng lo lắng cho biết cả hai đến thời điểm này đã thực sự nhận ra được sai lầm của mình. Rất hối hận và ăn năn khi để rượu bia dẫn lối khiến bản thân thiếu kiềm chế và gây ra những hành động sai trái. Được biết, hiện Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tạm giữ hình sự với Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2. Lúc này chị NPTA, sinh năm 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội, đi ô tô ở đường Vành Đai 2 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy ngã tư Sở. Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, chị A bị xe SH màu da cam do Trần Văn Hiệp, sinh năm 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, lái chở Trịnh Thịnh, sinh năm 1980, lạng lách tạt đầu xe chị A. Sau đó hai người này đập vào xe của chị A rồi chửi bới. Tiếp đó Hiệp và Thịnh tiếp tục chạy trên đường Vành Đai 2 trên cao và gây gổ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng khác. Sau đó hai nam thanh niên trên ô tô này xảy ra xô xát với Hiệp và Thịnh.